nay, các bạn nhỏ trên khắp cả nước đã cùng nhau hội tụ về 8 địa danh là Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang để cùng tham dự chương trình Doremi 2015. Rất nhiều bạn nhỏ tài năng và dễ thương đã tham gia chương trình năm nay. Sau vòng loại, 12 bé xuất sắc được lọt vào vòng trong, đó là bé Nguyễn Hoàng Kiều Trang đến từ Điện Biên, bé Lê Thị Mai Anh đến từ Hà Nội, Trần Thùy Dương, Đoàn Hiểu Linh và Nguyễn Ngọc Khánh Ly đến từ Hà Nội, bé Lê Anh Quân đến từ Nghệ An, Nguyễn Võ Ngọc Dầu đến từ Đồng Nai, Phạm Viết Tiên Phước đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Đức Thanh đến từ Đà Nẵng, Lê Bảo Ngọc đến từ Huế, Nguyễn Hải Ngân đến từ Cần Thơ và bé Trần Thị Diệp Nhi đến từ Nghệ An. 12 bé đã được chia thành 3 đội với những sở diễn khác nhau. Chúng tôi là đội đô. Chúng tôi là đội đê. Chúng tôi là đội mi. 12 bạn nhỏ đã có một cuộc thám hiểm trong rừng sâu đầy kỳ thú cùng với giám khảo Xuân Bắc và Châu Anh. Nhưng hai giám khảo nhút nhát của chúng ta đã bị rớt xuống hố sâu. Còn các bạn nhỏ Doremi thì lại may mắn trở về để tham dự cuộc thi, chọn ra 6 bạn nhỏ xuất sắc đi tiếp vào vòng trong. Các bạn nhỏ đã đoàn kết và tập luyện chăm chỉ để trình diễn cho khán giả những ca khúc hay theo chủ đề của mỗi đêm diễn. Đội đồ là các bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên, đội rê là các ca khúc của cố nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, còn đội mí là các ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Đây cũng là điểm mới của chương trình Doremi năm nay. Ngoài thể hiện các bài hát trên sân khấu, 12 bạn nhỏ của Doremi 2015 còn được tham gia rất nhiều hoạt động để các bạn ấy gắn bó với nhau hơn và có một mùa hè đầy thú vị. Con được trồng cây và con được lấy nước ạ. Vậy là trải qua 5 show diễn đầy màu sắc, ban giám khảo đã chọn được 6 bạn nhỏ đi tiếp. Đó là Bảo Ngọc, Thùy Dương, Mai Anh, Diệp Nhi, Ngọc Dầu và Hải Ngân. Cả 6 bạn nhỏ đã rất sẵn sàng để trình diễn trên sân khấu lớn Doremi 2015. Và trong đêm nay, các bạn ấy sẽ hát các ca khúc quen thuộc theo chủ đề tự chọn. Còn giám khảo Xuân Bắc và Châu Anh thì đang ở đâu? Liệu hai vị giám khảo có kịp trở về tham dự chương trình tuần này không nhỉ? 6 bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta có dũng cảm vào rừng để giải cứu hai vị giám khảo không? Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho các bạn nhỏ trong chương trình Doremi 2015 nhé! Ngáy này, con ngáy à? Con ngáy nào, nóng ngáy. Đây, nín đi. Nín. Nín đi. Này, cứ khóc cứ gào lên rồi hổ meo voi gấu nó nghe thấy nó chạy một vòng quanh hố, sau đó nó ăn đi. Thế làm thế nào bây giờ? Cô Châu Anh nghe thấy đi. Nhung ơi, bảo chúng
xin được chào mừng quý phụ huynh cùng tất cả các bạn nhỏ thân yêu đang đến với chặng đường mới của Đồ Rơi Mỹ 2015. Đêm thi đầu tiên của vòng thi thứ hai với sự thi tài của 6 thí sinh xuất sắc nhất. Wow, chúng ta đang ở trong một khu rừng xanh và bây giờ thì sẽ cùng chào đón sự xuất hiện trở lại của hai vị giám khảo vô cùng quen thuộc và hôm nay họ làm nhà thám hiểm đấy ạ. Đầu tiên là một vị giám khảo tuổi đã cao nhưng mà vẫn nhau nhau như con nít, giám khảo Xuân Bắc. Và tiếp theo sẽ là một vị giám khảo điệu, trời ơi điệu không thể nào mà điệu hơn nữa, đó chính là giảng viên âm nhạc Đặng Châu An. Và có một vị giám khảo nữa, ủa đâu mất tiêu rồi, còn một vị giám khảo nữa đâu mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi ta. À, đây rồi, đây là vị giám khảo của ngày hôm nay và cũng là một người vô cùng quen thuộc với tất cả các thí sinh nhí của Đồ Rê Mí, đó chính là giảng viên âm nhạc Vương Kiều Vân. Ơ, nhưng mà tại sao cô giáo Kiều Vân ngày hôm nay lại đi ra trễ như vậy và đi cùng với ai đây? Cô Ốc ơi, các bé của Đồ Rê Mí thân yêu, hôm nay cô Kiều Vân đến trễ một chút không phải vì sai hẹn đâu nhé, mà bởi vì là cô Kiều Vân đi đón một bé rất là dễ thương ra đồng hành cùng với cô Ốc. Các bạn có nhớ cô bé dễ thương này là ai không? Ai cô Ốc có nhớ không? Thì ra là cô bạn này đã lớn hơn rất là nhiều. Ôi, đây có phải là bạn Bảo An không? Dạ. Ồ, thế thì cô Ốc rất là hạnh phúc bởi vì cô Kiều Vân đã giới thiệu cho cô Ốc một người bạn đồng hành mới ngày hôm nay. Bây giờ thì Bảo An hãy giới thiệu một chút về mình cho tất cả các bạn nhỏ cũng như quý vị khán giả cùng biết nha. Con là Bảo An của Đồ Rơi Mí 2011. Năm nay con cùng, sẽ cùng cô Ốc đảm nhận làm MC. Vậy thì cô với con phải hứa nè, cố gắng làm thiệt là tốt nha. Cô Ốc, năm nay con sẽ cùng cô Ốc đảm nhận làm MC. Điệu nha, điệu hơn cả cô Châu Anh, làm MC. Trời ơi, anh mắc cười quá à. Đương nhiên là bé Bảo An bây giờ lớn hơn rồi, mà người ta lại là con gái nữa thì phải điệu như vậy đúng không con? Hồi nãy là con có thấy là chú Xuân Bắc với cô Châu Anh là ở dưới cái hố sâu ở trong hang ở trong rừng không? Mà con thấy là các bạn nhỏ giỏi không? Cứu hai cô chú ra con thấy không? Con thấy trong MV là qua rừng xanh vừa rồi á, chú Xuân Bắc với cô Châu Anh á ở dưới cái hẻm núi á. Vậy thì hả, hai cô chú có nhận ra mấy bạn nhỏ này là ai không? Có thể kể cho con nghe mấy bạn nhỏ này đi. Ở dưới tối lắm, sợ lắm, chả nhìn thấy ai cả. Chỉ thấy con đúng cái lúc dây thùng nó thơ xuống một cái, nắm lấy leo lên luôn. Xuống ơi là xuống, mà lên đến nơi thì xuống quá quên. Vui là vui đúng không? Này, chú có thể nhắc luôn nhá. Đây là 6 bạn nhỏ và chúng ta có thể nói một câu, tức là 6 bạn nhỏ bắt đầu từ vòng này của Đồ Rê Mí gọi là lục tiểu tít đi. 6 cô gái bé tít đi. Lục tiểu tít đi. À, có nghĩa là đây là đội lục tiểu tí ti, theo lời của nhà thám hiểm Xuân Bắc là giới thiệu như vậy. Nhưng mà giới thiệu như vậy thì đâu có đủ đúng không? Mình phải giới thiệu rõ ràng tên tuổi và các bạn ấy đến từ đâu chứ đúng không? Rồi, nếu như vậy thì thôi, để cho cô Ốc làm thay chú Xuân Bắc với lại cô Châu Anh nhiệm vụ này nha. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng gặp gỡ bạn Lê Bảo Ngọc. Bạn 6 tuổi và bạn đến từ Huế. Và đây là một người bạn, trời ơi, nhỏ có chút xíu, giống như là một viên kẹo vậy đó. Bạn Lê Thị Mai Anh, 5 tuổi và bạn đến từ Hà Nội. Và một cô bé đến từ Cần Thơ, cô bé này 7 tuổi, đó chính là bạn Nguyễn Hải Ngân. Tiếp theo là một cô bạn đến từ Nghệ An, bạn 8 tuổi rồi, đó chính là bạn Trần Thị Diệp Nhi. Quý vị khán giả có nhớ một cô bé đến từ Đồng Nai không ạ? Cô bé này 7 tuổi, đó chính là bạn Nguyễn Võ Ngọc Dầu. Và cuối cùng là một cô bé 6 tuổi đến từ Hà Nội. Người bạn này đã có một tiết mục rất là đáng yêu ở vòng thi trước, đó chính là bạn Trần Thùy Dương. Wow, các thí sinh của chúng ta bạn nào cũng dễ thương, cũng đáng yêu hết đó. Cô Ốc xin mời các bạn hãy vào trong nha. Mình chuẩn bị thiệt là tốt để mình có những tiết mục thật là xuất sắc trong đêm nay nào. Mình yeah nè, mình yeah lấy tinh thần. Yeah, 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 yeah. Rồi, xin mời các con đi vào trong.
Và cô Ốc cũng xin được mời ban giám khảo sẽ trở về với những chiếc ghế thân quen của mình để làm thật tốt nhiệm vụ tối nay. Ôi, sao mà cô Ốc thích cái không khí ngày hôm nay quá Bảo An ơi. Nhưng mà cô Ốc cũng không có nhớ nữa là ngày hôm nay chủ đề của mình là gì vậy con? Dạ thưa cô, chủ đề các ca khúc tự chọn. Ủa vậy á hả? À, các ca khúc tự chọn có nghĩa là các thí sinh của chúng ta tha hồ được lựa chọn những ca khúc mà các bạn ấy thích nhất để thể hiện trong đêm nay đúng không con? Dạ, con rất là mong chờ những phần trình diễn của các bạn để xem các bạn lựa chọn cho mình những bài hát gì. Ôi, không phải một mình Bảo An mong chờ đâu, cô Ốc cũng mong chờ nữa đó. Nhưng mà Bảo An với các bạn nhỏ có biết không, để có những tiết mục thật là xuất sắc trong tối hôm nay thì đã có cả một ekip hùng hậu đứng phía sau để hỗ trợ cho các bạn nhỏ của chúng ta đó. Nhưng mà các cô chú, các anh chị ấy là ai nhỉ? Chúng mình sẽ cùng xem để xem họ là ai nha. Ekip thực hiện chương trình Đồ Đêm Mí 2015: đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hoàng Anh Minh và nhóm phối khí, giảng viên thanh nhạc Kiều Vân, Mai Trang, Hoàng Yến, biên đạo múa Phùng Khải, Văn Đức, nhóm múa câu lạc bộ Họa Mi Sao Tuổi Thơ, trang phục công ty thời trang Eli, trang điểm và làm tóc Hoàn Khang, cùng các cô chú biên tập chương trình. Show biểu diễn của đêm nay mang tên show tự chọn. Nhưng thế nào là show tự chọn nhỉ? Con cũng nghĩ show tự chọn rất đáng ngờ. Show tự chọn là tự chọn bài hát và tự chọn phong cách và biểu cảm khuôn mặt ạ. Đây sẽ là một show hay nhất bởi vì là các bạn sẽ có thể phát huy được tất cả thế mạnh của mình bởi những ca khúc của các bạn đó, các bạn đã từng gần gũi, các bạn yêu thích. Với show tự chọn, các bạn nhỏ hôm nay có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Sáu, không biết bạn nhỏ nào sẽ trình diễn đầu tiên nhỉ? Bạn gái này là một bạn nhỏ nhắn, mũm mĩm và xinh ơi là xinh. Bạn ấy nhẹ nhàng lắm và mình rất là thích. Hiểu đúng kiểu con gái. Bạn nhỏ này có một hình thể, một khuôn mặt rất là đáng yêu, vô cùng đáng yêu, rất là xinh, rất là tự tin trên sân khấu. Và khi tập tành thì bé cũng rất là chăm chỉ. Đặc biệt là cái sự tươi tỉnh khuôn mặt, rồi cách diễn xuất mắt rồi miệng rất là tốt. Em ấy hay làm những cái điều mặt cười ạ. Gì nữa? Chỗ hai chỗ má. Chỗ má làm sao? Nó béo phồng phịch nhìn rất là dễ thương. Bài hát mà bé trình bày đây là một bài hát đã xuất hiện rất nhiều lần trên sân khấu Đồ Đêm Mí rồi. Ý tưởng không có gì to tát cả, chỉ là một cái ước mơ của một cô bé được làm ca sĩ thì đã được biểu diễn, chúng tôi bày ra sân khấu một cách cụ thể rất là rõ ràng rồi. Hy vọng là tiết mục này sẽ rất hấp dẫn bởi vì vũ đạo của bài này rất là đẹp. Chị chúc em cố gắng hát cho thật hay và được giành được giải Á quân ạ. À, giải quán quân là của ai? Đây còn quân là của con ạ. Hãy cùng xem cô bạn đáng yêu này là ai nhé. Xin chào, cô Ốc và bạn Bảo An đã quay trở lại rồi đây. Ôi Bảo An ơi, cô Ốc nóng lòng muốn xem tiết mục đầu tiên này quá à. Nhưng mà ban tổ chức á cũng kỳ lắm nha, không có cho cô Ốc biết bạn này là bạn nào, mà chỉ nói là đây là phần trình diễn của một bạn nhỏ rất là đáng yêu thôi. Nhưng mà như vậy có phải là làm khó cô Ốc không Bảo An? Bởi vì sáu bạn nhỏ của chúng ta, bạn nào mà không đáng yêu đúng không con? Dạ. Con nhớ là trong phóng sự có nói bạn nhỏ đó có hai cái má phúng phính đó cô Ốc. Vậy hả, hai cái má phúng phính, cô đã bắt đầu hình dung ra rồi đó. À, cô cũng nhớ luôn, hồi nãy á các bạn ở bên ban tổ chức có nói với cô Ốc là một thông tin là bạn ấy có mã số là 01. Không biết là bạn nhỏ nào có mã số là 01 ta. Nếu như quý vị khán giả theo dõi những tiết mục trong đêm nay và yêu thích phần trình diễn của các bạn nhỏ thì hãy ủng hộ cho các bạn ấy bằng cách là chúng ta sẽ nhắn tin với cú pháp là GRM dấu cách mã số thí sinh và gửi về tổng đài 6370 nha. Và mọi người đừng quên bình chọn trước 0 giờ thứ ba hàng tuần để có thể nhận được những phần quà may mắn từ chương trình. Hãy nhớ là
phải bình chọn cho các thí sinh mà mình yêu thích để ủng hộ tinh thần cho các bạn ấy, đúng không Bảo An? Đúng rồi đó cô. Hãy nhớ cú pháp của chương trình là GRM, khoảng cách, mã số thí sinh, và bạn nhỏ đầu tiên có số là 01 nhé. Ôi, cảm ơn Bảo An đã nhắc cô Ốc những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ đi xuống dưới nha. Mình nhường cái bục dễ thương này cho tiết mục đầu tiên được không nào? Dạ. Này làm cho cô Ốc cứ tưởng là bạn Bảo Ngọc đã lớn lắm rồi, y như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó ha bạn giám khảo ha. À, bạn Bảo Ngọc ơi, thế thì Bảo Ngọc có thích lớn lên mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không con? Con thưa cô là có ạ. Thế thì con nghĩ là mình nên làm gì để có thể thực hiện ước mơ này của mình? Dạ có. Mình sẽ tập luyện đúng không? Dạ. Mình trước tiên là mình sẽ thi thật là tốt trong chương trình Doremi nè. Và sau đó thì mình vẫn tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ ca hát của mình, đồng ý không? Nếu như quý vị khán giả yêu thích phần trình diễn vừa rồi của bạn Bảo Ngọc, một thí sinh đến từ Huế, thì hãy nhớ là mã số bình chọn của Bảo Ngọc là mấy, con nhớ không? Dạ, 01. 01 và gửi về tổng đài 6370. Cú pháp của chúng ta sẽ là GRM, dấu cách 01.
và gửi về tổng đài 6370. Còn bây giờ thì các cô chú giám khảo đang chờ Bảo Ngọc đó. Mình đi xuống bàn ban giám khảo để lắng nghe nhận xét nha con. Thế là Bảo Ngọc chọn đứng gần cô Kiều Vân trước cho đỡ run đúng không? Bình thường đứng cạnh cô Châu Anh thì có run không? Không run. Còn không run, đúng rồi, cô Châu Anh xinh thế kia mà sao run được đúng không? Phần đầu Bảo Ngọc, cô hỏi thật nhé. Hôm nay con là người hát đầu tiên, con có hồi hộp lắm không? Con trả lời luôn, có hồi hộp ạ. Đấy là chú Xuân Bắc đúng không? Con có hồi hộp không? Có, thưa cô là có ạ. Đúng rồi, cô cũng nghe thấy là Bảo Ngọc hơi hồi hộp một chút. Thế cho nên là một ít chút ít thôi. Những cái âm thấp thấp á, nó hơi rè rè. Cô đã đang đoán là không hiểu là Bảo Ngọc hôm nay hồi hộp này hay là viêm họng này. Chú Xuân Bắc nghĩ sao? Dạ thưa cô là hôm nay con có viêm họng một chút ạ. À lại cũng nhận luôn à? Ông cô chú anh thì thấy hình như thế này cô Vân ạ. Trước khi hát thì ăn kẹo. Thế cho nên là xin lỗi cả nhà là nuốt nước miếng thì nuốt luôn một số từ quan trọng. À, là vì lý do kẹo cô Châu Anh ạ. Chứ không phải là Bảo Ngọc bỏ từ đó đâu mà là do nuốt kẹo đúng không con? Dạ, con không ăn kẹo. À, con ăn kem. Đúng không con? Không phải ăn kem mà là uống nước đá. À thế thì chất giọng con thế. Mà cái chất giọng nó cứ xước xước rất hay nhá. Vô cùng đặc biệt. Cô Châu Anh đặc biệt thích cái đoạn mà Bảo Ngọc lên cao ấy, nó vút sáng lên. Mà bởi vì con mới 6 tuổi, phần đầu ấy, con bắt đầu vào dự thi thì ở cái độ tuổi đó con hát chắc chắn là nó sẽ chập chững một tí. Nhưng đến phần 2 phải nói là bứt phá luôn. Cô rất thích cái phần 2 của Bảo Ngọc, hát rất tốt như một ca sĩ chuyên nghiệp ấy. Ở cái độ tuổi đấy á, cô Châu Anh đứng đấy là khóc luôn, không hát được đâu. Mà thậm chí bây giờ mà đứng đấy hát cũng không hát được. Đứng đấy còn sợ quá, con tè dầm. Cô Châu Anh biết rồi nhá. À, chú thì chú thấy thế này. Ở cái phần đầu tiên ấy, con là người biểu diễn đầu tiên trong một show quan trọng như thế này. Phải nói con là người rất dũng cảm và tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ phải dành cho Bảo Ngọc một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ tinh thần. Thứ hai ấy, ở tuổi của con, đúng như cô Châu Anh nói, con đứng ở đấy, ở vị trí một cái bục kia. Xung quanh là rất nhiều người bổ trợ. Chú thấy đặc biệt ấn tượng với dàn bè. Dàn bè ba cô gái, bè thì ít mà nhảy thì nhiều. Cậu chụp ảnh thì không biết là tóc dài thật hay là không, nhưng mà chắc là tóc như thế thì bây giờ thì nóng lắm. Đặc biệt là đội security, tức là đội bảo vệ, phải nói đội rất chuyên nghiệp. Và như vậy là toàn bộ cái màn của con ấy, nó làm cho sân khấu nó sôi động, nó náo nhiệt. Nó đúng như là sự xuất hiện của một siêu sao ca nhạc, đúng không? Và phần đầu của con, chú đánh giá là thế này. Ở tuổi của con, ở vị trí đầu tiên của con, thế là tuyệt vời. Không biết là các giám khảo còn lại thấy thế nào? 1, 2, 3, đồng ý. Đồng ý, được chưa nào? Con có muốn nói gì với quý vị và ban giám khảo không nào? Dạ, con muốn nói là Được rồi, bây giờ chú hỏi luôn, ở Huế quê con thì có món gì ngon đặc biệt? Riêng phần này trả lời đúng cộng 2 điểm. Nói con trả lời nhanh, con trả lời nhanh món ăn. Nói bé trừ 1 điểm. Dạ. Món ăn ngon. Món ăn ngon là cơm hến. Cơm hến, rồi món cơm hến. Thế là được rồi, cộng 2 điểm. Cô cũng rất thích món đó. À, thưa quý vị và tất cả các bạn. Vâng, như vậy là bạn nhỏ đầu tiên đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và hãy bình chọn cho Bảo Ngọc với cú pháp GRM cách 1 và gửi 6370. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho Bảo Ngọc. Ôi Bảo An ơi, như vậy là đã hết tiết mục đầu tiên rồi. Chúng mình sẽ cùng đến với tiết mục thứ hai. Nhưng mà nói thật là bây giờ cô Ốc là giận ban tổ chức ghê ta ơi. Tại vì sao? Tại vì ban tổ chức không có cho cô Ốc giới thiệu tên bạn đó là gì. Mặc dù là cô Ốc biết luôn á, biết bạn đó là ai nhưng mà không có được nói, mà chỉ được bật mí có một thông tin thôi. Đó là mã số bình chọn của bạn ấy là 02. Hay là cô Ốc bật mí cho con nghe đi. Bật mí thêm những thông tin khác để con biết bạn đó là ai á hả? Dạ. À, thôi, không được, trời ơi, đừng có dụ cô.
Cô nói con nghe cái con nói cho mọi người biết. Thế là ban tổ chức la cô đó, là không có giữ bí mật đó. Con không có nói đâu. Tin đồn ta. Hứa nha, không nói nha. Rồi. Nghe chưa? Con không có nghe cái gì hết á. Trời ơi, người ta đã muốn giấu rồi, đâu có nói lớn được. Phải nói nhỏ chứ còn bắt người ta nói lớn nữa làm sao. Ráng nghe nha. Dạ. Nghe chưa? Dạ rồi, và tiết mục tiếp theo sẽ là... Trời, con không có cho vợ An nói đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ phóng sự để biết được bạn nhỏ đó là ai nhé. Em phải là em để nhất nhỏ, nhỏ như hạt đó mà hay. Em ơi, cao bằng đây. Đây là một bạn nhỏ rất là dễ thương. Bé xíu luôn luôn gọi là bé kẹo. Ít khi gọi tên bạn ấy lắm, răng thì xuống hết rồi. Nhưng mà không ảnh hưởng gì lắm đến tiếng hát của bạn, rất là lanh lảnh. Cháu rất là chăm chỉ vào các bài hát mà chưa thuộc. Các cô dạy này là cháu rất là tập trung khi học. Chỉ đọc từng câu để cho cháu thuộc xong mới nhớ. Chứ còn đúng cháu chưa biết chữ. Bé Hóa Thân Thành là một cô bé Ả Đào. Sẽ mặc áo yếm với váy đục và khăn vấn, một cái phong cách rất là dân gian. Tôi cảm thấy rất là thú vị khi mà bé cất tiếng hát ngay từ những cái âm thanh đầu tiên, và có lẽ là một cái phần đáng để khán giả đợi chờ để xem. Cảm ơn bạn Mai Anh nha. Quý vị thấy là Mai Anh của chúng ta có giỏi không ạ? À? Một cô bé mới có chút xíu à, mới có 5 tuổi thôi. Trời ơi, cô Ốc hình dung chứ. Đưa cô Ốc bài hát này chắc cô Ốc hát cũng không có nổi đâu. Nói chi là một cô bé nhỏ xíu như vậy. Thế Mai Anh nói cho cô Ốc nghe nè. Con ở trên sân khấu á, con hát một cái bài hát khó như vậy. Con có cảm thấy run không? Dạ con chứ cô, là con không ạ. Ôi con giỏi quá. Chính vì con rất là tự tin cho nên là con đã thể hiện bài hát này rất là tốt. Và cô nghĩ là khán giả cũng sẽ rất là thích tiết mục này của con đó. Quý vị hãy ủng hộ cho Mai Anh bằng cách là soạn tin nhắn với cú pháp là GRM dấu cách 02 và gửi về tổng đài 6370 nhé. Còn bây giờ Mai Anh sẽ đi xuống gặp các cô chú ban giám khảo nha con.
vừa thấy thí sinh lên, bây giờ không thấy đâu nhở? À đây rồi, ui bạn ấy cao quá là mình ứ thấy bạn đâu cả. Ô bây giờ làm nào nhờ? Ở chú Bắc đâu? Đây, cô đây, Châu Anh ơi, bạn tên là bé kẹo mà. Chú Bắc, hỗ trợ, yểm trợ. Và chúng ta có thể thấy là đứng lên cái bục này thì nó cao thế này cơ mà. Nhưng mà không phải để chú đứng mà để con đứng. Nào. Ôi giời ơi. Hay là bây giờ thế này đi. Mình cứ thế này mà hỏi mà đáp đi. Rồi, thế này. Con giống y một cái kẹo, bé tí 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 tí. Rồi, cứ thế này đi. Mà tình hình khéo hát thì không run. Nhưng mà hỏi đáp lại run thì sao nhở? Mà điểm hỏi đáp, điểm phỏng vấn là bao nhiêu điểm ấy cô Vân? Là cộng nhiều đấy. Ấy à. Cộng nhiều đấy. Thế bây giờ nói to rõ ràng chỉ có được cộng nhiều điểm không? Đúng rồi, cộng nhiều điểm luôn. Con chào ban giám khảo ạ. Vẫn nhỏ. Nó phải to. Con chào ban giám khảo ạ. Ừ đấy. To rồi. To rồi. To rồi. Này, đứng đây. Vừa rồi nhá. Tình hình là có những cái giai điệu nó dài tưởng chừng như vô tận. Thế mà có bạn mà lấy hơi được ở chỗ giữa mới giỏi chứ. Nhờ, nó cứ dài thế mà vẫn có chỗ được. Trong lấy hơi. Ca nhạc ấy, trong ca hát ấy, người ta gọi là lấy hơi bí mật. Lấy hơi trộm. Hay còn gọi là lấy hơi cướp. Nhưng mà hát chuẩn nhờ. Trộm độ cao này, vào tiết tấu này. Ô, thế sao mà lại... Âm vực rất là rộng. Đấy, nó cũng sáng rõ chứ. Khỏe nữa. Bây giờ chú hỏi con nhá. Con vừa hát một bài về bà, đúng không? Ai cũng có những người bà. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng. Một mình bà đội cả trời nắng to. Con ở làng nào? Làng con tên là gì? Dạ, con thưa chú là con không biết ạ. Không biết. Thì 5 mình tuổi làm sao mà biết được, hỏi câu khó không thế. Biết à? À, bây giờ chú hỏi câu này. Bà con tên là gì? Dạ, con chỉ có bà ngoại bà nội thôi ạ. Tức là bà con tên là bà ngoại và bà nội. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Những ai có bà ngoại và bà nội vỗ tay. Rồi, rồi chú hỏi tiếp một câu khó này. Câu này khó nhá, câu này rất khó rồi này. Để xem con trả lời thế nào. Tức là 100 năm rồi ngọn quả ngọn, à, gì đâu? 100 năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Nghĩa là như nào? Sao khó thế chú? Nghĩa là như nào? Con nói to lên nào. Dạ con thưa chú, con không biết ạ. Con không biết. 100 năm nhưng... rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Con vừa mới nói gì mà hóa thành mây nhỉ? Con nói lại cô nghe nào. Cô vừa nghe thấy con nói cái gì hóa thành mây? Mây là rất là to. Rồi, tức là mây rất là to mà ngọn cỏ thì rất là bé. Rồi. Chú chấm và, rất và, cao cái... Và cỏ hóa thành mây, tức là từ bé hóa thành to, đúng không? Vấn đề là con 5 tuổi mà con rất thật thà. Chú hỏi gì mà con không biết là con nói là con không biết ạ. Điểm thật thà là được điểm cao đấy. Mai Anh này, Mai Anh này. Vừa rồi cô rất là thích cái câu, một cái câu mà con nhéo một cái. Nhớ bà. Tôi còn làm lại cho cô nghe một lần nữa có được không? Cái câu đó hình như chú Bắc có nghe thấy không nhỉ? Nghe mà bắt chước mãi không được. À đó đó. Hay nhờ, bây giờ con làm lại. Bà tôi 100 năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Đúng rồi, giai điệu thì thế nhưng lúc nãy con ở trên kia hay là vì ở trên kia con diễn ấy. Nhớ gì đấy, con lại làm lại nào. 2 3. Nhớ bà tôi 100 năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Chú thấy không, mà vừa hát mà quạt nữa cơ. Ôi. Tay vừa quạt thế này này, tuyệt vời. Bà ấy hát cái màu dân gian rất là tốt, rất là tốt. Mỗi một đứa trẻ mà có cái nội lực từ những cái nền tảng văn hóa dân tộc thì những em bé đấy lớn lên chắc chắn sẽ làm rạng danh đất nước. Ngay từ bây giờ con đã rạng danh gia đình con. Ngôi làng của con, những người xung quanh con chắc chắn sẽ rất tự hào về một em bé bé tí 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 tí. Bởi vì là chương trình, đúng rồi, con Mai Anh, bởi vì là chương trình liên quan đến các bạn nhỏ. Cho nên tôi sẽ bật mí một điều mà tôi vừa phát hiện. Khi mà Mai Anh hát là nhớ bà tôi mà khẩu hình mở rất to thì tôi ở gần. Và tôi phát hiện ra là Mai Anh là bị sâu răng. Thế cho nên nhân dịp này tôi cũng nhắc các bạn nhỏ là phải vệ sinh răng miệng, phải cẩn thận, phải đánh răng trước khi đi ngủ để không bị sâu răng. Chú ơi,
Con là đến tuổi đổi răng. Không sâu răng. Chứ không phải. Con không phải xin răng miệng. Xem là răng sâu hay là răng sún nhá. Răng sâu. Ừ, biết gì cả. À, vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn. À, bạn Mai Anh, một bạn nhỏ, nhỏ nhất trong số các bạn nhỏ của Doremi năm nay, vừa đến với một ca khúc có thể nói là mang đậm âm hưởng dân gian của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Ca khúc này thì tôi cũng đã được may mắn hát rồi, nhưng mà không được hát hay bằng Mai Anh. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho Mai Anh theo cú pháp GRM cách 2 và gửi 6370. Nhân dịp này tôi cũng xin thay mặt những người làm chương trình xin chúc mừng các khán giả nhỏ tuổi, những người đã gửi clip về chương trình, và đặc biệt là các bạn nhỏ có sinh nhật trong tháng 7. Bây giờ sẽ là những giai điệu chúc mừng sinh nhật. Nào, xin mời. Và bây giờ, thời khắc chúc mừng sinh nhật các bạn nhỏ trong tháng này đã đến rồi. Bùi Tuệ Khanh 9 tuổi. Chúc mừng sinh nhật. Bùi Hoàng Khánh 6 tuổi. Chúc mừng sinh nhật. Hạ Bảo Nhi 1 tuổi. Chúc mừng sinh nhật. Đào Linh Chi 1 tuổi. Chúc mừng sinh nhật. Nguyễn Chí Đức 3 tuổi. Các bạn ấy đều đến từ Hà Nội. Chúc mừng các bạn nhé. Cùng đến với một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu của chúng ta. Chị ấy đi đây là một bạn nhỏ có phù hợp, có ngoại hình là khổng long nhất trong buổi biểu diễn năm nay. Em thì thích ngồi kinh điển. Chị ấy có thích đàn và thích múa và thích hát. Theo em chọn cái khúc này mặc dù nó hơi già dặn một chút, nó hơi dùng cho lứa tuổi ô mai hơn một chút nữa, nhưng với cái phong cách dàn dựng mình sẽ làm cái ca khúc này giảm bớt sự già dặn đi và nó sẽ cực kỳ trong sáng hồn nhiên. Biết hát, múa, chơi đàn, thích màu hồng và chú nhỏ Hello Kitty. Những đặc điểm này là của bạn nhỏ nào trong gia đình Doremi nhỉ? Chúng mình hãy cùng đoán nhé.
Phần dự thi vừa rồi của bạn Hải Ngân như thế nào ạ? Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, rất hay và vui, đúng không? Nhưng mà đó là ước mơ của chú Xuân Bắc đó Hải Ngân. Bởi vì chú không thể nào mà cho tóc chú bay bay giống như là Hải Ngân hay là giống như cô Ốc hay cô Châu Anh được. Như sóng đùa cho cô. Nào, như sóng đùa con thử luôn. Con thử luôn nè. Như sóng đùa biển khơi. Wow. Chú sợ chưa? Có một khán giả nhí và tóc em bay thế này. Có một khán giả nhí lên đây chắc là thích bạn Hải Ngân quá đúng không con? Hải Ngân ơi, hồi nãy thì cô thấy rằng là giọng của Hải Ngân rất là vang, rất là xa và rất là khỏe. Vang xa khỏe giống giọng của chú. Trường hơi nữa, hơi trường rất là dài. Hơi dài giống giọng hồi của em. Hồi nãy Hải Ngân có biết là cô Ốc đứng đây nè, lâu lâu cô phải lén ra đây. Cô lén ra coi là các cô chú ban giám khảo nhận xét như thế nào về tiết mục của các bạn. Đó, thì hồi nãy lúc mà Hải Ngân hát ở trên sân khấu là ở đây cô thấy hả chú Xuân Bắc này, cô Châu Anh này, cô Kiều Vân là gật gù. Xong rồi diễn tả như vậy là cô hiểu luôn là nói là ý là cái quảng rất là rộng đó. Nhưng mà có một điều này cô Ốc đang thắc mắc nè, không biết là các cô chú ban giám khảo có thấy không, là bạn Hải Ngân hình như bữa nay hơi buồn buồn gì á. Hơi căng thẳng. Cô thì thấy hơi căng thẳng. Đúng không? Con có buồn không? Dạ không. Sao các bạn này nói bé thế là gì? Mà lúc nãy vừa mới nhắc rồi đấy. Nói to rõng rạc là được cộng thêm rất nhiều điểm. Con buồn à? Dạ không. Con có vừa lòng với phần thi của mình không? Dạ có. Con vừa lòng nhất chỗ nào? Dạ chỗ như sóng đùa biển khơi. Như sóng đùa biển khơi. Chú cũng thấy vừa lòng chỗ đấy. Những phần nốt cao của con cô Vân rất là thích. Hơi một chút gì chắc là do con di chuyển chú ạ, vừa hát vừa đi lại vừa múa vừa chạy trên sân khấu là hơi khó đối với một ca sĩ nhí như con. Nhưng mà số lần trước bạn ấy hát bài đưa cơm cho mẹ đi cầy, bạn ấy hát hay ơi là hay gì nữa, nhưng bạn ấy đi chậm thôi. Tiết tấu bài đấy chậm, đi chậm, bài này tung tăng đi hơi nhanh cho nên thỉnh thoảng mất một nốt. Cái khuôn mặt biểu lộ cảm xúc là vui sướng tung tăng nhỏ thiếu một đúng chút. Hôm nay phải, cô nói là phải hơi căng thẳng. Có đúng là con hơi căng thẳng một chút không? Dạ có. Bây giờ con thử con cười coi. Con cười coi cái nụ cười của mình như thế nào. Đó hay không? Mình cười tươi được mà. Bây giờ nè, cô ví dụ nè. Ví dụ cô hỏi chú Xuân Bắc là hôm nay chú Xuân Bắc có vui hay không? Đấy, con thấy cái mặt mà vui mà nó vui không tới thì nó rất là kỳ. Đấy, chú vừa vui. Vui quá, ôi hôm nay tôi vui quá. Đúng không, khi mình vui là mình phải biểu lộ ra là mình vui. Đúng. Mình thích là mình phải biểu lộ ra mình thích. Có như vậy thì cái tiết mục của mình nó mới hay đúng không chú? Không sao đâu, bây giờ mọi người vẫn rất nhớ. Đó là mã số bình chọn của con. Đấy là 03.
03 và tổng đài của chúng ta là 6370. Rất đơn giản, GRM dấu cách 03 gửi về tổng đài 6370 để có thể bình chọn và cổ vũ tinh thần cho bạn Hải Ngân. Rồi, bây giờ Hải Ngân hãy nhớ những lưu ý vừa rồi để mình đi tiếp thì mình phải làm tốt hơn nha con. Còn bây giờ, quý vị và tất cả các bé thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo với một bạn nhỏ. Ui, con Út thích bạn này lắm luôn, nhưng mà đâu có được nói ra bạn ấy tên gì đâu, mà chỉ được nói mã số của bạn ấy là 04 thôi. Cái bài Chữ đẹp và nét càng ngoan là một bài hát đã có từ rất lâu rồi. Thực sự là những nét nhạc dành riêng cho thiếu nhi. À, bạn này thì khá hóm hình. Nó có kiểu đâu. Nó nghịch ngợm là nó không rất hoa đâu. Nó hay hết nữa. Hơi hơi khát một tí xíu. Có những cái phần hát nó phải nảy lên để cho cái bài tinh thần của bài hát nó sẽ phải vui tươi sáng hơn. Con chưa quen với cái cách hát đó thì làm việc 1-2 buổi thì đến ngày hôm nay thì đã tiến bộ hơn rất là nhiều trong cái bài hát này. Hoàn được bạn nên cô yêu làm theo năm điều.
được cảm ơn bạn Diệp Nhi nha. Bạn Diệp Nhi cũng như tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đều là những cháu ngoan Bác Hồ đúng không nào? Khi mình nghe lời Bác, mình viết chữ thiệt là đẹp, mà nết của mình lại càng ngoan nữa. Ôi, nếu như mà cô bé, cậu bé nào cũng được như thế, thì có phải là thầy cô, bạn bè và bố mẹ của mình lúc nào cũng tự hào đúng không nào? Chú Xuân Bắc đang chọc Diệp Nhi cái gì kìa? Và mã số của Diệp Nhi là số mấy con có nhớ không? Con thưa cô là mã số của con là 04 ạ. Đúng rồi, và hãy ủng hộ cho Diệp Nhi nha quý vị. Chúng mình sẽ cùng nhắn tin với cú pháp là JRM dấu cách 04 và gửi về tổng đài 6370. Còn bây giờ con hãy gặp ban giám khảo để lắng nghe nhận xét nha. Mời cô Châu Anh nhận xét về chuyên môn của bạn Diệp Nhi. Có vẻ như là mình phải dùng từ tròn ở đây. Tròn. Cô thấy sự xử lý của con hôm nay lên sân khấu biểu diễn ngày hôm nay rất tròn. Cô nhìn thấy đôi mắt tròn này. Cô thấy giọng ca của con cũng rất là tròn trịa và sáng trong. Mà hình như là đây là một cô bé vô cùng là tài năng, đa di năng. Hình như đa di năng, biết đóng kịch này, biết múa này, hát hay này, giao lưu tốt này. Ui dồi. Nghe nói lại còn biết hút sáo nữa. Hút sáo ở vòng một hút nhiều rồi. Vừa rồi cái lúc mà em với chị bị lạc trong rừng á, về đây xem lại thấy hút 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 hút. Con có vừa lòng với phần thi hôm nay của con không? Con thưa chú là con có hài lòng ạ. Có hài lòng. Nhưng mà cô Vân ơi, cô Tranh lại cứ nói cứ tròn tròn đấy là cứ động viên tí. Nhưng mà thực ra nói thật ra thì cũng có một tí méo méo đấy. Những cái nốt cuối cùng hình như cứ sao hơi nó lượn lượn một chút. Sao nó cứ tụt 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 một tí nhỉ? Thế bởi là vì sao? Thực sự thế này này, cô Vân thì lại nghe không biết có đúng không. Nhưng mà cô Vân nghĩ là giọng của con có thể còn hát cao hơn được nữa. Cao hơn nữa hả? Cao đã hơn cao nữa thế mà còn cao được nữa hả cô Vân? Cao hơn nữa. Cô thử bắt nhịp xem nào. Sáng nay em đi học sớm là con đang hát thế đúng không? Con hát cao hơn một chút cho cô. Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh. Cao hơn cho cô một chút. Sáng nay em đi học sớm. Con thử nhá, xem có được không nhá. Cô cho anh thử con đi, cô sẽ nghe cái màu sắc âm thanh của con rất sáng và cao. Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh. Mẹ em nhanh nhanh tay cây, không trăng dây mà vẫn thẳng hàng. Em đến trường làng dơ tập viết hôm nay. Thẳng hàng như mẹ em cấy, chứ đẹp như cánh cò bay. Quá được. Và cô Vân rất là thích con hát ở cái tông nó cao như thế này. Mà bên đây là con đang hát chậm, con hát nhanh con vẫn hát được thế cơ, đúng không? Con ở Nghệ An đúng không? Con học ở trường nào nhỉ? Con học ở trường tiểu học Đông Hiếu ạ. Trường Đông Hiếu ở thị trấn Thái Hòa đúng không? Cách đây mấy ngày chú vừa trên đấy xong, vừa phát sữa ở đúng trường con luôn. Có đúng là cô hiệu trưởng đúng không? Trường con có một cây bàng đúng không? Đúng rồi, ở giữa sân trường có một cái cột cờ đúng không? Chuẩn luôn, đúng trường Đông Hiếu mình vừa đấy xong. Tuyệt vời luôn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, với những phần chuyên môn thì hai vị giám khảo đã nhận xét rồi. Và chúng ta đừng quên bình chọn cho bạn Diệp Nhi theo cú pháp JRM cách 4 và gửi 6370. Và tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Alo. Sao đấy? Alo. Ủy đang nhận xét. Vâng, xin lỗi. Không, chị ơi, cháu ơi, không được, chương trình. Thế ạ. Sao đang truyền hình chú Bác ơi, đang truyền hình trực tiếp, không dùng điện thoại. Thế là thế này, cái lúc vừa rồi mình phát clip sinh nhật ấy là có 4 bạn ngủ gật. Thế sao là đúng ngủ lúc gật? Đấy ngủ gật thì bây giờ mới tỉnh dậy và là thế phần sinh nhật của con đâu. Thế là bố mẹ các bạn vừa điện thoại lên và các bạn nó không nghe. Không được nhận video clip chúc mừng sinh nhật đúng không? Bây giờ mình như nào nhỉ? Hay là mình... Thôi được, em hiểu rồi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, vừa rồi là chúng tôi đã có một clip chúc mừng sinh nhật cho các bạn nhỏ gửi chương trình. Và gửi lời đề nghị đến với chương trình Đồ Rê Mí. Nhưng mà có một số bạn thì có bạn bận ăn nốt cháo này, có bạn thì ngủ gật này, có bạn thì khóc nhè này. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chúc mừng sinh nhật các bạn trong tháng 7. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Mẹ
hát chúc mừng sinh nhật đã vang lên rồi. Chúng ta cùng hát của các bạn nhỏ Doremi nhé. Và chương trình xin được chúc mừng bạn Phạm Bảo Phong 2 tuổi đến từ Quảng Ninh, Nguyễn Khánh Dũng 4 tuổi đến từ Quảng Trị. Chúc mừng sinh nhật! Lê Bá Thành 3 tuổi đến từ Thanh Hóa. Hai chị em Trương Giang Nhi 8 tuổi và Trương Mạnh Cường 3 tuổi cùng đến từ Hà Nội. Chúc mừng sinh nhật! Bé nhà mình có tính cách rất là hiếu động. Hiếu động từ lúc học đến lúc về, nhưng mà rất là trách nhiệm trong học hành. Đặc biệt là khi mà vào những cái ca khúc mà bắt được ca khúc mà nó có chút tình cảm thì bé gần như là bé nhập được hồn vào. Với những vũ đạo bài tự chọn của bé thì là mình thấy là bài này thì bé cần phải tiết chế lại để cho bé hài hòa hơn, đi vào ca khúc một cách sâu hơn. Mùa hè năm nay mình được ra Hà Nội để đi chương trình Doremi đó. Ở Hà Nội có rất nhiều bạn, bạn rất là vui. Trong nhóm bạn thì mình thích nhất là bạn Bảo Ngọc. Chị ấy rất xinh. Con thích chơi với chị ấy vì chị ấy rất thích chơi con người với con. Đây là một mùa hè của mình rất đáng nhớ. Bé rất là vui và cả gia đình rất là hạnh phúc khi đi, vì đây là một mùa hè là không bao giờ quên được trong bé và trong cả gia đình của mình. Cảm ơn các bạn nhỏ nha.
Và xin được chúc mừng Ngọc Dầu đã hoàn thành phần thi của mình. Và nếu như các bạn đều giúp ba giúp mẹ, không ham đi chơi nhiều trong mùa hè, thì mùa hè của mình sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Quý vị khán giả nhớ bình chọn cho Ngọc Dầu với mã số của bạn ấy là 05 và tổng đài của chúng ta là 6370. Còn bây giờ ban giám khảo đang rất là nóng lòng muốn chia sẻ những ý kiến, những lời nhận xét đối với Ngọc Dầu đó. Con hãy lên gặp ban giám khảo nha. Phải nói là bạn Ngọc Dầu hát cái bài vừa rồi, chú lại nhớ tuổi thơ của chú. Tuổi thơ của chú đúng như những gì mà cháu vừa diễn tả trên sân khấu ấy. Chú cũng có thả trâu và hái cà chú? Có thả trâu rồi thì bắt cá rồi thì bắt cua, thích lắm. Thích ơi là thích. Cua cá gì không biết, chỉ biết là thích cái bài hát vừa rồi ghê cơ. Khuôn mặt thì trong sáng, hát thì véo von, hay ôi là hay ấy, mà không có sai nốt nào hết ấy. Một chút xíu thôi, nhưng không đáng kể. Cô Vân vẫn nghe thấy một chút xíu, nhưng không đáng kể. Ôi, bởi vì con biểu diễn rất hay, rất truyền cảm. Và giọng hát của con hôm nay rất sáng, cô rất là thích phần trình diễn của con vừa rồi. Đúng rồi, vấn đề là con rất là biểu cảm. Cái biểu cảm làm cho cô Thưa Anh không nhìn thấy những cái lỗi sai của con. Nếu có thì nó cũng một chút xíu như cô Vân nói nhỉ. Chúc mừng con. Yeah, bây giờ chú hỏi con một câu thôi. Chú hỏi con một câu thôi. Chú với hai vị giám khảo nữ còn lại, con nói nhanh và nói to nhá. Chú với hai vị giám khảo còn lại, ai đẹp trai nhất? Chỉ có mình chú thì chú đẹp trai. Được rồi. Cảm ơn con đã phản ánh sự thật. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta cùng bình chọn cho Ngọc Dầu theo cú pháp GRM cách 5 và gửi 6370. Yes. Năm bạn nhỏ dễ thương đã lên sân khấu rồi, còn bạn nhỏ cuối cùng cũng đã tập luyện chăm chỉ cho phần thi của mình tối nay chính là bạn Thùy Dương đấy. Lần đầu tiên mình gặp bé Thùy Dương, mình rất là ấn tượng với cái vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, tính có vẻ là hơi lạnh một tí, nhưng mà hát thì lại rất là chắc chắn và rất là thông minh. Con tập hát bài Em Yêu Giờ Học Hát. Với cái âm nhạc lần này là kiểu chất jazz, swing, thì bạn ấy hát nó có hơi khó về một chút về nhịp, nhưng mà phải nói là con thuộc bài rất nhanh. Bài hát này mẹ chọn cho bé bởi vì là cái giai điệu của bài hát thì nó rất là vui nhộn, nó hợp với lứa tuổi của con. Thì mẹ cũng không biết là cái độ khó dễ như thế nào. Đến khi mà tập ấy thì mình cũng thấy là bài hát này cái nhịp khách của nó rất là nhanh. Đến giờ phút này thì mẹ lại lo lắng. Trước khi mà lên sân khấu để biểu diễn cái bài hát này, mình cũng động viên con là con sẽ phải tập bài này một mình, đến khi lên sân khấu là phải thật tự tin.
mừng bạn Thùy Dương đã hoàn thành phần thi của mình. Quý vị khán giả hãy bình chọn cho Thùy Dương bằng cách là soạn tin nhắn với cú pháp là GRM dấu cách 06 gửi về tổng đài 6370 nha quý vị. Còn bây giờ Thùy Dương ơi, Thùy Dương lên gặp cô chủ ban giám khảo để lắng nghe nhận xét để mình rút kinh nghiệm, mình làm thiệt là tốt cho những vòng thi sau nha. Quần đỏ đẹp quá, mê quá, chắc chắn chú Xuân Bắc thích lắm này. Trời ơi, tôi thấy phải nói là bạn Thùy Dương cùng với 6 bạn nhỏ nhảy ở trên sân khấu cực kỳ chuyên nghiệp như là nhóm Wonder Girl ấy. Tuyệt vời. Cái lắc hồng sợ nhờ. Mà... đố chú Bắc lắc hồng mà đến nỗi mà con muỗi đậu vào đây còn lắc bay trong ngoài kia. Ôi, ôi nhưng mà cái bụng hở hở đâu biết là có đau bụng không nhỉ? Hở chú đi. Không đau đâu cô, vì con đã buộc cái nơ ở kia rồi. Bây giờ chú hỏi Thùy Dương này, con tự nhận xét về phần thi của mình rất nhanh. Nào, con tự nhận xét. Con hát như thế nào? Con thưa cô là con hát đoạn cuối con chưa vào nhà được tốt ạ. Bạn này rất thật thà. Đã bảo thật thà được cộng thêm rất nhiều điểm. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là khi mà mình nhận ra được cái khuyết điểm của mình thì chắc chắn mình sẽ sửa được và mình sẽ phát triển, mình sẽ tiến bộ. Điều đấy là điều chắc chắn rồi. Ban giám khảo đồng ý cộng điểm. Thế còn về chuyên môn thì cô Kiều Vân thế nào ạ? Cô Kiều Vân rất thích phần biểu diễn vừa rồi của con. Nó còn nếu nó ngắt một chút thôi, không ngân dài mà ngắt một chút từng câu một thì cô còn thích nhiều hơn nữa. À. Ngắt giống như con lắc hông ấy. À. Trong câu hát thì thích nhiều hơn nữa. Nhưng như thế thôi đã rất thích rồi. Tuyệt vời. Bởi vì đây là một cái bản phối vô cùng khó đúng không? Mà rất hay, cô đá rất nhạc thích. Jazz vào đấy. Có một vấn đề là các cô nhận xét về chuyên môn rất chuẩn. Chú thì vừa rồi chú quên mất không nghe hát vì chú nhìn các bạn ấy nhảy rất là đẹp, quyến rũ. Các bạn ấy lắc. Phải nói là con cố gắng lên nhá, con cố gắng lên. Nhưng mà sau cái phần nhận xét của các thành viên ban giám khảo còn lại thì chú thấy là con hát tuyệt này, nhảy đẹp này, phong cách biểu diễn ấn tượng này. Và chúng ta đừng quên bình chọn cho Thùy Dương với cú pháp GRM cách 6 và gửi 6370. Và bây giờ thì cô Úc xin được mời bạn Thùy Dương và tất cả các thí sinh nhí thiệt là đáng yêu của vòng 2 hãy cùng lên sân khấu. Xin mời ban giám khảo hãy cùng lên sân khấu để cùng hát vang ca khúc chủ đề của chương trình Đồ Rê Mí. Bảo An ơi, hôm nay con thấy là các bạn thi như thế nào? Con có thích những tiết mục đêm nay không? Dạ thưa cô, hôm nay con thấy 6 tiết mục, tiết mục nào cũng hay hết á. Các khán giả của chương trình Đồ Rê Mí ơi, hãy nhớ gửi tin nhắn và chọn cho các bạn nhỏ mà mình yêu thích nhất đêm nay với cú pháp DRM, mã số thí sinh gửi 6370 và đừng quên cổng bình chọn sẽ đóng vào lúc 0 giờ thứ ba hàng tuần. Mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội ủng hộ các bạn nhỏ và nhận quà từ chương trình nhé. Cảm ơn Bảo An đã chia sẻ những thông tin vừa rồi cho các Út nha. Đón xem show diễn tiếp theo của chương trình Đồ Rê Mí 2015 với chủ đề phong cách, hứa hẹn sẽ đem đến rất là nhiều điều thú vị và sẽ diễn ra vào 21 giờ thứ năm tuần sau trên kênh VTV6. Thưa quý vị nhớ nhá, thứ năm tuần sau ngày 6 tháng 8 2015 trên kênh VTV6 với đêm diễn chủ đề phong cách nha quý vị. Bây giờ thì xin chào.